Bộ Y tế đã có những thông tin chính thức liên quan đến sản phẩm Vinaca được làm từ than tre là sản phẩm giả thực phẩm chức năng. Vinaca không được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành, không được cấp giấy xác nhận công bố phù hợp an toàn thực phẩm. Cơ sở sản xuất cũng không được cấp phép sản xuất thực phẩm chức năng. Tuy nhiên, trước đó một số đơn vị đã vinh danh và cấp giấy chứng nhận thương hiệu cho doanh nghiệp này. Chúng tôi cũng đã ghi nhận ý kiến từ đại diện Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam. Xin giới thiệu và mời lên sân khấu. Đây là lễ tôn vinh danh hiệu thương hiệu sản phẩm dịch vụ hàng đầu Việt Nam và gương mặt doanh nhân tiêu biểu năm 2017 do các đơn vị thuộc Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam tổ chức. Giấy chứng nhận top 10 thương hiệu đã được trao cho công ty trách nhiệm hữu hạn Vinaca. Từ đây, những cụm thương hiệu sản phẩm dịch vụ hàng đầu Việt Nam và số 1 thế giới đã được Vinaca gắn liền trong từng sản phẩm của mình. Trả lời về tiêu chí nào để Vinaca lọt vào top 10, đại diện đơn vị tổ chức cho biết là hoàn toàn dựa vào Internet, chứ không xét đến chất lượng sản phẩm thực tế. Trên Google, khi thời điểm đó là Vinaca là cái tên Google là rất nổi, cái Vinaca rất nổi tiếng. Khi đó các ông có thẩm tra cái việc mà họ mở đại lý và các sản phẩm như thế không, bán ra cái trường trách nhiệm không? Mà coi như là kiểm chứng các cái là do các cơ quan chức năng. Thì chúng tôi, tiêu chí của chúng tôi là vinh danh tôn và truyền thông, chứ nó không phải là giải thưởng. Giải thưởng thì người ta mới coi như là cần vé, chứ còn đây chúng tôi là chỉ vinh danh truyền thông, tức là các doanh nghiệp góp coi như là tiền vào để phương tiện thông tin đại chúng thông tin cho coi như là quảng cáo bá cái thương hiệu của người ta. Mặc dù chiều hôm qua Bộ Y tế đã công bố kết luận những viên nang làm từ bột than tre của Vinaca là sản phẩm giả thực phẩm chức năng và Vinaca không được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành. Tuy nhiên, đại diện hiệp hội vẫn khẳng định chất lượng Vinaca và cho rằng hai cơ sở Vinaca phát hiện tại Hải Phòng không liên quan đến Vinaca tại Hà Nội. Tôi khẳng định luôn cái công ty Vinaca nó không sản xuất cái thuốc này. Cái này là của một cái công ty ở Hải Phòng. Công ty Vinaca là có trụ sở tại Hà Nội chứ không phải ở Hải Phòng. Theo luật sư, các đơn vị thuộc Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam đã vi phạm pháp luật khi chưa được các cấp có thẩm quyền như Ủy ban Nhân dân thành phố hoặc Chính phủ cho phép mà đã tự ý thực hiện những buổi lễ vinh danh doanh nghiệp như thế này. Việc họ giải thích là thương hiệu chứ không phải sản phẩm là hoàn toàn sai trái và không thể chấp nhận được. Bởi lẽ thương hiệu bao giờ cũng gắn với những sản phẩm dịch vụ nhất định. Không có một thương hiệu nào tách rời được sản phẩm và dịch vụ. Và chúng tôi cho rằng là bản thân cái Hiệp hội chống hàng giả này ấy, là chính họ là đồng phạm khi biết rõ sản phẩm Vinaca chưa tuân thủ các quy định của Bộ Y tế. Thừa nhận các doanh nghiệp được tôn vinh phải đóng góp tiền, tuy nhiên mức tiền như thế nào thì đơn vị tổ chức từ chối cung cấp cho phóng viên. Tuy nhiên một người đang hoạt động trong hiệp hội tiết lộ được đi tham gia là nó là đóng 4 triệu. Còn những doanh nghiệp được tôn vinh thì tùy theo từng top để quy định cái số tiền mà phải đóng góp với hiệp hội. Có thể 10 triệu, có thể 20 triệu, có doanh nghiệp 50 triệu và thậm chí còn nhiều hơn. Trách nhiệm của các đơn vị cấp giấy vinh danh cho Vinaca vẫn còn là vấn đề phải tiếp tục xem xét. Chỉ biết rằng sau vụ việc này, điều khiến người ta ấn tượng nhất chính là cái tên Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam.